Đẹp quá quý vị ơi, đẹp ngất ngây ông Tây luôn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Đẹp 19/2. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở trong một cái công trình nhà ở, một sản phẩm bất động sản mà thiết kế theo phong cách lịch tầng. Và công trình nhà ở ngày hôm nay thì có địa chỉ tại Bình Dương các bạn nhé. Đó, với phong cách lịch tầng này thì chúng ta sẽ bắt gặp nhiều ở cái thị trường là khu vực Sài Gòn, nhưng mà ở Bình Dương thì rất là ít. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái mẫu nhà, một cái công trình nhà ở với phong cách lịch tầng. Đấy, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực phía bên ngoài một chút xíu, chúng ta tham quan về cơ sở hạ tầng, rồi sau đó mình sẽ cùng đột nhập vào phía bên trong để xem là công trình nhà ở mà theo phong cách lịch tầng này thì có gì thú vị các bạn nhé. Đây sẽ là con đường phía trước của cái công trình nhà ở ngày hôm nay các bạn này. Đấy, đường thì đường nhựa, nhà thì nằm khu dân cư, chuẩn chỉ về hết tất cả mọi thứ rồi. Đấy, đường nhựa, điện âm, nước máy, cây xanh, vỉa hè, chuẩn chỉ cả nha các bạn nhé. Đấy, với khu dân cư này thì đến khoảng tầm 800 hộ gia đình đang sinh sống ở đây, và còn rất là nhiều quỹ đất chưa được xây dựng lên nữa. Đó, và các bạn nhìn trên video các bạn có thể thấy là bên ngoài kia là cái trục chính này, và ngay đây thì kế cận chúng ta đây có quán cà phê. Đó, và đối với căn nhà của chúng ta ngày hôm nay thì mình có thể mình kinh doanh buôn bán được. Địa chỉ là nằm ngay tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương các bạn ạ. Một cái vị trí nó khá là đắc địa. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn nhiều về cái việc là ở vị trí của cái công trình nhà ở này, và cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ thiết kế của công trình nhà ở ngày hôm nay các bạn nhé. Rồi, chắc là bây giờ chúng ta sẽ tham quan một chút xíu về cái mặt tiền đấy các bạn này. Đây, các bạn chúng ta chiêm ngưỡng cái mặt tiền chính của công trình ngày hôm nay. Nó sẽ là một trệt, hai tầng lầu, một tung. Và các bạn thấy không, một cái khu vực mặt tiền được thiết kế theo phong cách hiện đại, phong cách mới của năm 2024 này. Ở khu vực mặt tiền này thì điểm nhấn đó là những cái góc cạnh, và tất cả những cái ở khu vực mặt tiền này thì được chủ nhà chúng ta ốp đá hết các bạn nhé. Ốp đá thì cái thời gian nó sẽ gọi là lâu hơn, bền hơn so với việc là chúng ta sơn. Và ban công ở đây thì sử dụng là ban công vuông. Đấy, các bạn có thấy từng cái ngóc ngách, từng cái điểm nhấn ở khu vực mặt tiền này trông nó lạ không các bạn? Chúng ta chắc là sẽ gặp nhiều ở trên mạng thôi, nhưng mà thực tế mà để áp dụng cho một căn nhà như thế này thì tôi nghĩ là đang rất là hiếm. Và đây là một trong những cái công trình của một kiến trúc sư rất là trẻ tuổi luôn các bạn. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong để mình tham quan, và chúng ta sẽ tham khảo thêm là cái mẫu nhà lịch tầng này thì có gì thú vị. Công trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xây dựng trên cái phần đất là bề ngang là 4,23, còn bề sâu vào trong á là 15,87. Đó, tổng khuôn viên của công trình ngày hôm nay là 63,5 m². Và công trình này thì có hướng là chính nam. Rồi, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng tham quan về tường tận bên trong. Tôi thấy khá là ấn tượng và thú vị bởi cái ngôn ngữ thiết kế của công trình ngày hôm nay. Với nhà phố thì chúng ta sẽ có hai lớp cửa nha các bạn nhé. Cửa cuốn ở bên ngoài, còn bên trong là cửa bốn cánh xin pha. Còn nối dài vào đây thì mình sẽ có khu vực sân xe các bạn này. Đó, gạch ở dưới này chủ nhà sẽ đi theo cái khổ là 80. Sân xe này thì chúng ta sẽ để xe máy thôi. Và ngay đây thì mình có một cái bậc phân cấp để chúng ta ngăn cách giữa khu vực là phòng khách và sân xe ở đây. Đó, rồi nối dài vào đây sẽ là phòng khách đây các bạn này. Một cái khu vực phòng khách thì theo tôi đánh giá thì nó cũng vừa phải, đúng không ạ? Ở trên chúng ta có đèn LED này. Và các bạn để ý là với công trình ngày hôm nay thì cái dải đèn LED ở đây được gia chủ bố trí theo kiểu LED ống luôn. Chúng ta có cả LED tròn, LED ống và có quạt tích hợp vào đèn nữa. Thì đây là một trong những gọi là cái cải cách khá là mới ở công trình ở Bình Dương hiện tại bây giờ. Bàn ghế sofa thì tặng kèm cho các bạn khi chúng ta mua. Bên này thì có những bức tranh được deco các bạn này. Và sử dụng ở đây là giấy dán tường bằng lụa, nó khá là cao cấp nhé. Đó, thay vì chúng ta sơn thì với anh đầu tư này, anh đi dán bằng giấy dán tường bằng lụa như thế này luôn. Còn bên này thì chúng ta sẽ có là kệ tủ tivi. Đấy, mình sẽ để tivi ở đây, cáp nét này kia vào sẵn như các bạn hết rồi. Và ở đây thì được trang trí cũng khá là đẹp. Chúng ta có điểm nhấn là LED này. Và những cái bờ tường đây thì hầu như là đều được dán bằng loại giấy dán tường bằng lụa khá là cao cấp nha các bạn nhé. Kể cả những chi tiết ở bên ngoài này cũng vậy. Đây, chỗ khu vực sân xe máy đây
có những bức tranh tháp Eiffel này kia để chúng ta decor cho khu vực sân xe này. Đấy, các bạn thấy có đẹp không ạ? Ở những cái trụ này thì được ốp bằng lam, lam này là lam vân gỗ các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy đánh giá như thế nào về cái phòng khách này? Ở dưới này thì đang còn rất là nhiều ngăn nữa để cho các bạn chúng ta bố trí những cái vật phẩm nó cần thiết. Đây các bạn có chạy led luôn nhá. Led này thì chúng ta sẽ điều khiển bằng cảm ứng. Đấy, chúng ta sẽ điều khiển bằng cảm ứng ở đây. Rồi, bước vào đây các bạn, một không gian mở đúng không ạ? Với một công trình mà thiết kế theo phong cách lịch tầng như thế này thì nó sẽ hài hòa cái là không gian nó rất là thoáng, tại vì chúng ta sẽ để một cái lỗ thông ở ngay khu vực giếng trời đấy các bạn, để ngay dưới nhà luôn, nên là tất cả các căn phòng của chúng ta thì đều rất là thông thoáng luôn. Ngăn cách với khu vực cầu thang cũng như phòng ăn, phòng khách thì sẽ có một cái hệ lam. Ở dưới này thì chúng ta sẽ ốp gạch hết. Đấy các bạn nhá, gạch này gạch thẻ rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta cùng bước vào đây các bạn này. Ngay khu vực dưới nhà đây sẽ là một cái mảng xanh, và mảng xanh này thì sẽ ăn lên cái khu vực ở trên giếng trời. Phía sau mảng xanh này thì được chủ nhà chúng ta ốp bằng đá tổ ong hết cho các bạn rồi. Đấy các bạn thấy đầu tư không các bạn? Một hệ thống giếng trời có cây xanh ở ngay dưới nhà, và khu vực đá ở đây thì được ốp bằng đá tổ ong. Đấy, còn cầu thang, đối với khu vực cầu thang thì chúng ta sẽ giật cầu thang ở bên hông. Đấy, cầu thang thì đi theo kiểu đá đen cổ dựng màu trắng, và giật bên hông cả kính cường lực 10 ly. Và kế cận ở dưới cầu thang thì chủ nhà sẽ tận dụng làm cho chúng ta rất là nhiều kệ tủ ở đây các bạn này, có chạy led này kia cả rồi. Và hầu như ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng bằng led cảm ứng cả các bạn nhé. Chúng ta sẽ bật tắt bằng cảm ứng ở đây. Đó. Và dưới này thì đang còn rất là nhiều ngăn tủ nữa cho các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Với một cái diện tích nó vừa phải thôi, nhưng mà anh chủ đầu tư này anh điều tiết được tất cả các không gian ở trong cái căn nhà ngày hôm nay. Đó các bạn. Rồi, các bạn có thấy cái phòng ăn nó sáng không các bạn? Nó sáng ở cái góc độ là nhờ cái hệ thống đèn led ở đây. Led ở đây thì chúng ta sẽ đi theo kiểu là led băng, led ống như thế này. Ngoài ra thì có những cái đèn chùm, những chi tiết như đèn chùm này kia thì cũng đều chạy led luôn. Rồi là đèn chiếu sáng ở đây thì hệ thống điện ở đây thì sử dụng bằng Panasonic cả. Và với phòng ăn ở đây thì trên video các bạn có thể thấy là chúng ta có sẵn một bộ bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xinh với 4 chiếc ghế ở đây. Ghế thì bằng ghế da, mặt thì bằng đá. Bên bức tường đây thì nhắc lại với các bạn là đều được gia chủ chúng ta đi với cái loại giấy dán tường bằng lụa cao cấp nhé. Có những bức tranh decor đây. Và hệ tủ bếp thì chúng ta sẽ đi theo kiểu là hệ thẳng như thế này, chứ mà chúng ta không có làm theo kiểu chữ U. Nếu làm theo kiểu chữ U thì nó sẽ bị nhỏ cái diện tích, nên là anh chủ này anh sẽ làm bếp thẳng như thế này, tại vì nó ăn theo cái cầu thang chúng ta giật bên hông nữa. Được các bạn. Mặt bếp thì đá đen, bên trong thì có làm đầy đủ hết cho các bạn rồi, ốp gạch hết nhé. Đấy, dưới này thì rất là nhiều ngăn tủ cho các bạn chúng ta decor này. Bạn nào mà đang trong quá trình chúng ta xây nhà thì có thể tham khảo qua cái video này của tôi. Đấy, nó sẽ giúp ích cho các bạn. Đây là chúng ta sẽ bỏ là khu vực tủ lạnh này kia. Đấy, các bạn nhìn tổng thể lại một lần nữa từ khu vực phòng khách với phòng ăn thì các bạn có đánh giá như thế nào về cái mẫu nhà này? Một phong cách lịch tầng nha các bạn nhá, mẫu mới của năm 2024 này. Sau đây thì mình sẽ có khu vực giếng trời này các bạn này, và một chút kiểu cảnh xanh ở đây. Ngoài ra thì chủ nhà bố trí chúng ta những cái lỗ thông gió và một cái nhà vệ sinh thì với đầy đủ trang thiết bị được bố trí ở ngay cuối nhà luôn. Đây có thể là với góc máy này thì các bạn chúng ta đang được thấy tổng thể từ khu vực phòng ăn, chúng ta nhìn ra phòng khách. Các bạn có thấy một cái ngôn ngữ thiết kế theo phong cách mở không các bạn? Rất là thoáng luôn. Và đối với mẫu nhà lịch tầng này thì tất cả các thành viên của chúng ta thì đều có thể giao tiếp và trò chuyện với nhau rất là thoải mái và rất là dễ dàng luôn các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực ở trên lầu 1 để chúng ta tham quan xem là phòng ngủ ở trên thì được bố trí và thiết kế như thế nào nha các bạn nhé. Căn nhà này thì có địa chỉ tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Gần đây chúng ta có một cái chợ đêm Hòa Lân này, gần với quốc lộ 13 này, gần với bệnh viện quốc tế Colombia, đúng 300m thôi các bạn nhé. Và nếu như mà chúng ta về khu công nghiệp V-Ship 1, khu nghiệp Việt Nam Singapore á, thì đúng khoảng tầm 2 cây số thôi, rất là tiện lợi luôn. Đó, ở đây thì những bạn nào chúng ta ở khu vực Sài Gòn chúng ta về đây chúng ta ở á, thì mình chỉ cần đi ra cái đường quốc lộ 13 thôi, chúng ta cứ đi thẳng một mạch, tại vì từ căn nhà này ra quốc lộ 13 chỉ khoảng mấy trăm mét thôi các bạn. Rồi hiện tại thì các bạn có thấy một cái góc máy như thế này thì chúng ta hình dung ra được nó là lịch tầng không các bạn? Đấy, bên kia là phòng master và ngay đây là khu vực giếng trời này. Hệ lan can đây thì đều được làm bằng kính cường lực và
Gỗ này là gỗ sồi các bạn nhé. Đấy, tay vịn cầu thang gỗ sồi. Và chúng ta sẽ vào căn phòng ngủ đầu tiên ở đây. Đây các bạn, phòng ngủ đầu tiên thì phòng này thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Có những chi tiết đèn decor này kia ở đây này. Ngoài ra là ở căn phòng này thì mình sẽ có cửa để đi ra lối thoát hiểm. Nhà vệ sinh thì bố trí ở đây các bạn này. Tôi thử vào cái nhà vệ sinh này xem. Cũng đầy đủ đấy các bạn. Đấy, có bể để vòi tắm này kia. Làm bồ gương đầy đủ cả. Đối với căn phòng này thì có phần diện tích nhỏ, nhỏ hơn so với phòng master. Tại vì thông thường khi mà chúng ta thiết kế một cái căn phòng dành cho con cái hay cho khách thì nó sẽ nhỏ hơn so với là phòng để phục vụ cho gia chủ, phòng master các bạn nhé. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đi khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5 bậc thôi để chúng ta di chuyển lên khu vực lịch tầng. Đối với phong cách thiết kế lịch tầng như thế này thì nó rất là thông thoáng. Và cái thứ hai nữa là các bạn thấy không, cái không gian để chúng ta trao đổi giữa thành viên phòng ngủ master với phòng ngủ ở dưới này thì nó rất là thuận tiện luôn. Đây, ngay dưới nhà chúng ta có cả giếng trời luôn các bạn này, để lấy thoáng lấy gió nhá. Rồi ta vào căn phòng master đi các bạn. Tất cả các căn phòng của chúng ta thì hiện tại bây giờ thì chưa có vào nội thất. Tại vì gia chủ muốn là bán nguyên trạng như thế này. Bán nguyên trạng thế này rồi sau này bạn nào chúng ta về có nhu cầu thì chúng ta sẽ vào nội thất theo cái sở thích của các bạn sau. Đây các bạn thấy là phòng này thì có phần rộng hơn, thấy không? Đây có cửa sổ, cửa xính này kia. Và chắc là tôi báo giá luôn cho các bạn, nó chỉ là 3 tỷ 850 thôi. 3 tỷ 850 này thì chúng ta đang còn trực tiếp mình tới đây gặp trực tiếp chủ nhà chúng ta đàm phán các bạn nhé. Và pháp lý sổ hồng riêng, sổ nằm ở nhà, sổ tươi, không có vay ngân hàng. Đấy, các bạn chúng ta tới đây xem nhà thì sẽ được trực tiếp là nhìn thấy mặt sổ luôn các bạn. Phòng này thì sẽ có một cái nhà vệ sinh khép kín ở đây các bạn này. Đây thì đầy đủ hết rồi, nhưng mà tôi có một cái điểm cộng cho căn phòng này là chúng ta sẽ có một cái vách kính ngăn giữa cái việc chúng ta có một cái sen thuyền tắm đứng ở đây. Thì trong quá trình chúng ta tắm á, thì mình kéo cái kính cường lực này lại, kéo cái cánh cửa này lại thì nó không bị văng ra bên lavabo cũng như bệt và khu vực ở bên ngoài này. Đây là một cái điểm cộng. Và cái này thì khách hàng rất là thắc mắc rất là nhiều. Đấy, đi xem nhà với tôi khách hàng có comment là một số căn thì không có, nhưng đối với căn này thì được trang bị rồi. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ lên tiếp tục di chuyển lên khu vực ở trên căn phòng ngủ tiếp theo đi các bạn. Đây góc máy này các bạn chúng ta có thể thấy này, một cái không gian rất là mở đúng không? Đấy, rất là thuận tiện trong quá trình chúng ta trao đổi với con cái. Nếu trường hợp con cái các bạn ngủ ở phòng đấy, các bạn ấy đang học, mình có thể đứng đây mình quan sát được luôn. Rồi bây giờ thì mời các bạn chúng ta di chuyển lên khu vực ở trên căn phòng tiếp theo để mình tham quan xem ở trên thì còn gì thú vị hay không các bạn nhé. Đây là các bạn ơi, căn phòng ngủ tiếp theo của chúng ta đây này. Phòng này sẽ là phòng thứ 3 đây. Phòng này thì cũng khoảng tầm 10 mấy mét vuông thôi nhỉ, đúng không? Đây có cửa ngõ này kia các thứ. Tông màu trắng là chủ đạo đối với căn nhà này. Rồi, ra đây thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh các bạn này. Nhà vệ sinh để chúng ta sử dụng chung cho hai căn phòng này, bố trí ở đây. Và đây thì lại tiếp tục chúng ta có cầu thang để mình bước lên khu vực căn phòng tiếp theo đây các bạn. Đấy, nhà lịch tầng nên di chuyển nó cũng thoải mái. Căn phòng ngủ thứ tư, phòng ngủ cuối cùng của gia đình chúng ta đây các bạn. Phòng này thì cũng vừa phải thôi đúng không? Đấy, vừa phải để chúng ta kê một cái bàn, một cái giường ở đây. Bên này tủ đồ. Đấy. Rồi, khu vực ngoài này sẽ là phòng thờ gia tiên đây các bạn. Đây thì có cửa ngõ này kia đây. Cửa này sẽ ra ban công. Một chút ban công ở đây, bên kia là cửa sổ. Với khu vực phòng thờ này thì cũng khá là rộng. Đấy, gạch dưới này sử dụng là 60. Vị xi như vậy thì đây rất là khoảng tầm 6m2. Cái này khoảng tầm gần 2m đúng không ạ? Hơn 2m chứ. Đây, hơn 2m chút xíu, 2m1, 2m2 phủ bì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn cái khu vực ở trên sân thượng. Đấy, chúng ta sẽ có sân thượng trước sau ở trên lầu 3 này. Đấy, chúng ta sẽ lên đấy chúng ta tham quan các bạn nhé. Rồi, mời các bạn chúng ta di chuyển bằng cầu thang bộ nào. Đây các bạn này, đây là cầu thang để chúng ta đi lên khu vực trên sân thượng, cầu thang bộ thôi, chưa có cầu thang máy đâu. Đây các bạn, đây sân thượng phía dưới này. Đấy, nhà lệch tầng nên là khu vực sân thượng cũng được làm lệch tầng như này luôn. Đây chúng ta lên đây nào. Đây là cầu thang để chúng ta đi lên. Hệ thống giếng trời ngay dưới nhà thì bố trí ở đây các bạn. Đấy,
Sân ở đây thì rất là rộng, đúng không ạ? Rộng rãi thoải mái, được xây lên cao hết rồi. Những chi tiết cây xanh thì được bố trí ở đây. Và có thể ở đây các bạn chúng ta nhìn một vòng các bạn, khu dân cư đây xây đồng bộ cả một trệt hai tầng lầu, rất đẹp nhá. Quý vị các bạn vừa cùng với tôi mới tham quan xong một công trình nhà ở, một căn nhà lịch tầng nằm ngay tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, và mức giá bán là 3 tỷ 850 các bạn nhé. Khuôn viên là 63,5 m², phun thổ cư, đất ở tại đô thị, đất ở lâu dài, pháp lý sổ hồng riêng, và vị trí là phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Các bạn muốn xem thực tế căn nhà này thì có thể add Zalo của tôi hoặc là điện cho tôi theo số điện thoại đang chạy ở trên màn hình. Hẹn tôi ở ngay Bệnh viện Quốc tế Columbia hoặc là ngay Aeon Bình Dương. Đấy, bạn nào ở Sài Gòn xuống chúng ta cứ hẹn tôi ở ngay Aeon Bình Dương. Tôi đón các bạn vào đây xem thực tế nhé. Và các bạn thấy video này hay, thú vị, giúp ích được cho các bạn thì nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp cận được hàng triệu mẫu nhà đẹp ở trên kênh Nhà Đẹp 192. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.